Ê, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của em ha. Thì như thông tin đại chúng đã có báo thì 16 tỉnh miền Nam đó anh em sẽ giãn cách theo chỉ thị 16 của chính phủ theo ngày 19 tây tháng 7 đó. Thì anh em cứ mua hàng bên em vẫn gửi bình thường cho anh em nha. Còn anh em 16 tỉnh miền Nam thì anh em cứ có gì anh em cứ gọi cho em. Còn ví dụ như có thông báo mới nhất thì ví dụ như em đi được thì em sẽ chốt cho anh em ở miền Nam ha. Còn anh em nào mà em chốt không được thì em sẽ báo sau. Còn mấy anh ở miền Trung với lại miền Bắc là em vẫn giao hàng bình thường. Anh em cứ chốt máy nha. Cứ gọi ưng con nào cứ gọi em vẫn đi được. Còn nếu đi không được em sẽ thông báo cho anh em. Đó, anh em cứ yên tâm về phần đó nha. Rồi anh em chốt máy thì cứ liên hệ số điện thoại cũ này của em nha. 0917414042 số chính chủ luôn nha anh em. Em xài duy nhất một số này thôi ha. Kênh của em là cửa hàng Mai Giang Tèo, bên em là bao ship tận nhà, không cần lấy cọc và anh em được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Anh em nào không mua máy thì cũng có thể vô coi và ủng hộ cho em là bằng một nút like, một đăng ký kênh ha anh em. Rồi vô con đầu tiên, con O1 nha anh em, con Tanaka ha, giá siêu rẻ luôn. Con này nòng 32 ly ha anh em, 23cc, bugi đứng. Con này thì em lên chế 260 mới ha anh em. Con này là bình xăng zin, tum liền, tum nhựa. Con này là còn chữ anh em, Tanaka. Con này là em ra lên ra giữ nè. Bộ tay là bộ tay mới nha anh em. Lắp đầu vòi trắng cỏ zin theo máy hết luôn. Con này còn được ốp ốp eo cực kỳ ngon luôn ha. Rồi, con đầu tiên con O1 giá 1,4 triệu, hàng xài gia đình ha. Con O2, con này con stin nha anh em, cực kỳ nhỏ gọn luôn. Rồi con này nòng 32 ly ha, 23cc, stin này hàng của Đức xuất Nhật nha anh em. Con này chế là chế 260 ha, bình xăng còn mới chát luôn. Tum liền, tum nhỏ cho nên con này nhẹ cực kỳ luôn ha. Phía sau là còn chữ stin nè, tem mát còn đầy đủ luôn. Con này công tắc nằm ở đây ha anh em. Ga giữ nè, bộ tay zin, lắp đầu bò zin theo máy hết luôn nha. Cực kỳ nhẹ luôn, chỉ tầm 4kg thôi ha. O2 cũng 1,4 triệu luôn. O3 là con này là con Giobi ha, nhưng mà máy là máy của Mitsubishi nha anh em, TL. Rồi con này nòng 30 ly ha, 20cc, máy cực kỳ nhẹ anh em, chỉ tầm 3,5kg thôi. Này con này là đời mới nha anh em, máy chụp giật là chữ UB nhưng máy là của Mitsubishi TL ha. Trong lốc có dập chữ là Made in Japan cho mình luôn nha. Chế Wango, le đỏ tự động luôn nha anh em. Cực kỳ tiện lợi luôn, nhỏ gọn mà được cái le tự động đó nè. Con này là tum liền, tum nhựa nha. Đây, đời cao cấp sau này nó mới dập được chữ nổi này anh em, chữ UB nè, dập in luôn nè anh em. Ha, đời sau mới dập được cái này, đời cao cấp á. Công tắc nằm ở đây nha. Con này ga giữ, bộ tay zin, lắp đầu bò zin theo máy luôn. Rồi con này là zin nguyên cây 100% cho mình luôn ha. Rồi con O3 giá 1,5 triệu. O4 cũng là Mitsu luôn ha anh em. Rồi con này được nhiều cái tiện nè. Cái thứ nhất là con này là chụp giật là có lò sóng nè, giật cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Cái thứ hai là nó le đỏ tự động cho mình luôn, mình chỉ cần mình đóng le mình lên ga là tự động le nhảy về cho mình nha, cực kỳ tiện luôn. Giật nó nhẹ mà được le tự động nữa, quá hợp lý cho chị em phụ nữ xài luôn, hoặc là bé bác lớn tuổi rồi đó. Con này là bình xăng zin nè, họng là họng quay lên. Con này nòng 32 ly ha, 23cc, chụp giật còn chữ Made in Japan luôn. Con này là tum liền, tum nhựa nè, bởi vì con máy nó nhẹ cho mình luôn ha. Ga giữ, công tắc trên di động, ga này ga zin theo máy luôn nha anh em. Lắp chắn cỏ đầu bò zin theo máy ha. Rồi con này cũng zin nguyên cây 100% cho mình luôn nha. O4 giá 1,6 triệu. O5 là con Giobi ha. Rồi con này nòng 34 ly ha, 26cc, chập giật con này cũng có lò sóng luôn anh em, giật cũng cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Bình xăng zin nè, chế zin, con này em hay gọi với anh em là Giobi Dương Tản đó, do nó có nhiều con này giống như con mắt vậy đó, em hay gọi cho anh em dễ biết tên. Bugi đứng nè, nó có cái phần viền cực kỳ đẹp luôn anh em, viền vàng đen, nhìn cực kỳ đẹp luôn ha. Tum liền,
tôm nhựa. Con này là còn cái tem này anh em, nó dán ít vô luôn nè, dán dính vô luôn nè, chứ không phải là cái miếng tem mà mình cạo mình dính là nó gặp vô luôn ha. Con này ga giữ zin, công tắc trên ghi đông, bộ tai zin, láp đầu bò zin theo máy. Con này cũng zin nguyên cây 100% luôn anh em. 34 ly 26 cc, 1.6 ha. Rồi, O6 với O7 hai con Magu hết luôn. Hai con này là Magu 26 ha, nồng 34 ly 26 cc. Thằng O6 này thì nhìn hình dáng nó bự, thằng O7 anh em, bự thì bự do bự cái áo ha. Hai thằng chênh lệch 200.000, chênh lệch cái thứ nhất là cái dàn áo ngoài thì anh em nhìn bằng mắt thường anh em cũng có thấy đó. Cái thứ hai là một thằng là xài cái bóp gin, một thằng là gai dữ. Đó là hai cái này là hai cái chênh lệch ở chỗ đó ha. Thì hai con đều là Magu thì trong đốc đều có dập mắt in da băng cho mình hết luôn anh em, bình xăng zin theo máy hết luôn. Hai con đều là tôm lèn, tôm nhựa. Láp trắng cỏ đầu bò ghim theo máy nha. Đó thì như em nói là hai cái tay đó thì hai con, mỗi con là một cái bóp một con cái giữ đó, với lại mà nó khác biệt nhau chỗ cái áo nè đó, bởi vì hai con trên là 200.000 là làm chỗ đó ha. Rồi O6 1.9, O7 1.7 ha. O8 là con Stein nha anh em, con này cũng Stein của Đức nè, nhưng mà con này là công suất nó to hơn thằng O2 nãy ha. Rồi, nồng 34 ly 26 cc thì anh em nhìn thì nãy cũng có cái thẹo đó, là con này là của Đức xuất Nhật, chế là chế zin, bình xăng zin, nó có cái đế bao giờ bình xăng lớn nè anh em nhìn thấy nè, bình xăng nó hỏng khỏi đắt nè ha, và còn dày cực kỳ luôn nha anh em. Tâm liền tâm nhựa ha, cực kỳ chắc chắn luôn nha anh em, con này cái tâm còn dày luôn nha, công tắc nằm ở đây ha. Rồi ga giữ, bộ tai zin, láp trắng cỏ đầu bò zin theo máy hết luôn. Rồi con này cũng zin nguyên cây 100% cho mình luôn, 1.8 cực kỳ dễ xài luôn ha. Tiếp theo là con O9, con này là con cơm mát xù ha anh em. Rồi con này con cơm Matsu này 32 ly nhưng mà nó tới 24 cc là nghe anh em. Cơm Matsu BC2410 nè. Con này chụp giật còn chữ mắt in nhà băng. Chụp giật con này là chụp giật trợ lực có dây thèo luôn. 24 cc mà nó quốc chế hai kim zin nha nghe anh em. Cực kỳ lợi xăng cho anh em luôn. Dòng mà cái chế mà lợi xăng nhất là chỉ có hai kim thôi ha anh em, mà hai kim zin của Nhật nha. Thằng chế mà em chỉ cho anh em phân biệt zin với mới ha. Mới là nó màu vàng, còn zin là nó màu đen. Anh em nhìn thì anh em có thể phân biệt được chỗ đó ha. Con này là tâm liền, tâm nhựa, tâm nhôm nghe anh em, cực kỳ chắc chắn luôn, tâm liền tâm nhôm ha, ga zin nè đó, và công tắc trên dây đông luôn nghe anh em. Do nãy em chưa có đấu dây nè, thì nữa em đấu dây là công tắc xài trên đây ha. Láp đầu bò trắng cỏ zin theo máy hết luôn nha. Rồi con này cũng zin nguyên cây 100% cho mình luôn. O9 giá 1.7. O10 là con Shinewa 270 ha. Rồi, nồng 34 ly nhưng mà nó tới 27 cc là nghe anh em, 270 nha. Chụp giật là có trợ lực nè, chữ xốp nè, anh em nhìn thấy chữ xốp là có trợ lực nha. Ha, bây giờ giật cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Bình xăng zin nè, chế zin nè, tâm nhôm nè, cực kỳ hợp lý luôn anh em ơi, quá xuất sắc luôn. Áo còn đẹp nha. Công tắc nằm ở đây ha. Con này ga giữ, bộ tai zin, láp trắng cỏ đầu bò zin nha. Cái láp còn chữ Shinewa xốp luôn đó. Rồi, O10 giá 2 triệu quá giá hời luôn. Con O11 là con Magu. Yeah.
nồng 32 ly ha, 23cc, chụp giật trợ lực có dây thèo luôn nha, cực kỳ nhẹ giật luôn. Con này là ốc chụp giật còn mới luôn nha anh em, mới lan can nè. Bình xăng cũng còn mới lan can luôn. Không là không quay lên nè, mà không bự nữa nha. Cực kỳ dễ đổ xăng luôn. Chế là chế quanh gồ zin theo máy nha. Con này áo màu xanh đậm nhìn nó tối, nhưng mà cái áo nó còn bóng bẩy cực kỳ luôn anh em. Anh em nhìn cũng thấy nè. Còn bóng bẩy luôn anh em, còn mới cực kỳ luôn tại vì nó màu tối thôi ha. Con này công tắc nằm ở đây nha, gạt lên là mở nè, gạt xuống là tắt. Cực kỳ dễ xài luôn nha anh em. Con này đặc biệt một cái là ga bóp zin. Láp còn tem mát đầy đủ nè, chưa bị bong chóc luôn nha. Ha. Chắn cỏ đầu bò ghi luôn. Con này là chữ eco trên láp, thì con này dòng máy của loại xăng nha, có chữ eco là máy cứ tiết kiệm xăng cho mình ha. Và con này là dòng magu, thì trong lốc sẽ có dập mắt in gia băng cho mình, mình cứ nhìn thẳng ở đây mình sẽ thấy ha. Rồi con o 11 giá 1.8 nha. O 12 là con magu 305 ha. Con này nồng 37 ly anh em, 31cc ha. Chụp giật trợ lực có dây thèo luôn. Anh em giật anh em có thấy đó, giật cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Bình xăng zin nè, chạy chế zin nha anh em. Con này phía sau còn đẹp cực kỳ luôn nha. Có phía trước thì nó bị nám khói rồi, chứ phía sau là còn đẹp luôn nha. Ha. Tum gời tum nhôm, anh em nào đang kiếm máy công suất lớn để gắn xịt thuốc, hút con này liền, cực kỳ khỏe luôn nha. 31cc lận. Con này ga dữ, công tắc cho chị đọc luôn anh em, cực kỳ dễ ấn luôn. Nó có cái phần ốp này nè để hỗ trợ khi mà anh em lỡ cắt mà trời mưa đó thì không có bị mát công tắc. Cầm còn zin luôn, láp đầu bò trắng cỏ zin theo máy luôn nha. Rồi con này trong lốc sẽ có dập bách in da băng ha. O 12 giá 2.2. O 13 cũng magu luôn anh em, con này thì nó bự hơn cái con O 12 nữa ha. Rồi con này nồng 38 ly nha anh em, nhưng mà nó tới 32cc luôn nha, cực kỳ khỏe luôn nha. Chế 2 kim nè, công suất lớn mà chạy chế 2 kim nữa thì máy cực kỳ lợi xăng cho mình luôn. Bình xăng zin theo máy luôn nha anh em. Đặc biệt của nó là tum gời tum nhôm bố lớn luôn nha. Máy 32cc bố lớn, tum nhôm, tum gời bố lớn luôn. Đó, ga bóp zin, công tắc trên tay luôn. Láp đầu bò zin theo máy nha. Anh em nào đang có máy mà đang xài GX35 mà nó hư cái đầu máy còn bộ cần đó thì anh em lấy con này về, máy 2 kỳ, anh em gắn là vừa với máy luôn nha. Hoặc là anh em có bộ xịt thuốc đó, xịt thuốc mà tâm lớn đó thì anh em lấy con này cũng vừa luôn ha. Rồi O13 giá 2.5 triệu, máy công suất lớn nha nè. O14 là con cũng là Magu 32 luôn, như nó đầu vuông ha. Cực kỳ khỏe luôn anh em ơi, nghe tiếng máy cực kỳ bốc luôn nha. Cũng 38 ly 32cc, nó cũng như thằng O13 nè. Ha, con này trong lốc có dập mắt in da băng luôn nha. Cũng giống như con O13, giống như những con Magu khác đó. Nhưng mà con này là tum gời tum nhôm bố nhỏ nha anh em. Ha, con dòng đầu vuông thì công tắc sẽ nằm dưới đây nha. Anh em lưu ý giùm em nha, nó nằm lọn gọn dưới đây nè. Mình lưu ý chứ để hôm là mình kiếm hoài không gặp đó. Ga bóp zin, láp còn tem đầy đủ luôn nha anh em. Trắng cỏ đầu bò cũng zin theo máy hết luôn ha. Rồi, zin nguyên cây 100%. O14 giá 2.5 triệu. Cuối cùng là con O15 là con máy bình xăng trên, con Makita. Nồng 32 ly nhưng mà tới 25cc lần nha anh em. 25cc thôi đi mà còn quất thêm bực xăng trên nữa. Cực kỳ khỏe luôn anh em, xăng ở trên đổ thẳng xuống nè, nó khỏe hơn bình xăng dưới hút lên nha. Bởi vì nó khác biệt nhau ở chỗ đó ha. Đây, nó có cái đế bảo vệ bình xăng lớn, bảo vệ cái bugi nè. Anh em thấy không? Cực kỳ chắc chắn cho mình luôn. Con này là tum gời tum nhôm luôn nha anh em. Ha, công tắc nằm ở đây. Rồi, con này là bóp xe đạp nha. Đặc biệt là láp của này là xay 360 độ luôn. Nếu anh em nào không có cần xài xay á thì anh em báo em để em siết cho nó bắt nó chết lại như vậy luôn ha. Đầu bò zin luôn. Rồi, O15 giá 1.6 triệu nha. Rồi, anh em chốt máy thì liên hệ số điện thoại của em ha. Chào tất cả anh em.